Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Anh tuổi Mùi tháng 7. Bước 7 đây thì em thấy là anh có hướng đi xuất ngoại, đi xa được. Lên đi xa xứ, đi xa quê hương thì tốt hơn. Khỏe bài báo là sắp đi nước ngoài tới nơi rồi này. Đấy thì anh bảo định năm nay anh đi mà. Đi được, anh đi đi. Bởi vì anh cứ ở nhà, anh làm được bao nhiêu tiền anh lại trôi hết sạch bấy nhiêu thôi. Lại ra hết. Không giữ được, không giữ được đồng nào cả. Rồi nói chung là không tụ được, có khi là còn âm nợ vào nữa. Âm đấy em ạ, âm đấy. Bởi vì đất không đãi người. Có nghĩa là mình ở trên cái mảnh đất này này không giữ được. Vì thế mình phải đi xa xứ, đi xa quê hương. Anh thấy đấy, nhiều người họ ở trên đất quê hương thì họ nợ nần đầm đìa. Bắt đầu là họ rời xa quê hương được vài năm, tiền của họ có dồi dào. Thì chứng tỏ là cái thổ nhưỡng nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sinh mệnh của con người. Cũng như là cây sâm trồng ở Việt Nam thì nó sẽ không phát triển tốt bằng bên Hàn Quốc. Bên Hàn Quốc thì cái hoạt chất nó tốt hơn, nó nhiều hơn, nó có giá trị hơn. Cũng coi như con người vậy thôi. Và em nhìn thấy cái cung dịch mã số là đi được, nên anh đi đi nhé. Năm nay anh 42 tuổi, vận niên của anh là sao Vân Hớn. Rồi sau này thuộc hỏa, anh cũng thuộc hỏa, năm nay thì trung bình. Năm nay anh có thể đi vào tháng đa phần để tầm giữa đến cuối năm nhé. Từ đến cuối năm anh. Giữa về cuối năm này là anh sẽ được đi được. Anh tính đi nước nào đây? Anh nhìn sang đài nhé. Bốc bài đi được, thuận lợi, có người giúp đỡ cho anh. Bởi vì bên đấy thì có em nó làm, bên đấy nó đang ổn định mà. Thì vậy. Em bảo là anh nên sang. Chuẩn chưa? Người này thì họ công việc của họ cũng khá là ổn định rồi. Họ tiền hàng tháng họ làm được lắm tiền lắm. Thì nó làm cũng tương đối ổn nhá. Bắt đầu họ muốn nâng đỡ cho anh, giúp anh. Đây là cái cơ hội cho mình đổi đời đấy. Về vấn đề vợ chồng, anh tuổi Thân và anh tuổi Mùi, hai tuổi này ở với nhau cũng dễ trục trặc lắm. Khắc khẩu. Rồi dạo gần đây làm ăn đi xuống kém nữa. Vì thế nên vợ chồng cũng hay cãi nhau về vấn đề kinh tế tài chính. Cũng chính vì vấn đề kinh tế tài chính mà lôi ra mà cãi nhau, là mà hoạnh hoẹ nhau thôi. Đúng rồi. Nhưng không sao, nếu đợt này anh đi là anh tu trí và kinh tế nó tốt nên là gia đình lại ấm êm lại thôi. Đấy thì anh đang làm hành chính thì ở nhà thì công việc nó nhàn mà. Nhưng mà nó cái đồng lương với này con cái học thì thực sự là nó không bỏ công được, mình bỏ công ra mình đi làm cả một ngày hết. Nói chung nghề của anh thì nghề hiện tại của anh thì nó không có tương lai. Nó chỉ là ổn định nhưng mà cái đồng lương nó không có tương lai, không thể giàu có được. Đúng rồi, nó không thấp lắm, nên là quá thấp. Thôi mình phải xoay sở thôi. Em xem cái ngày tháng năm sinh âm lịch của anh thì em thấy là cái thời vận làm ăn tốt nhất của anh là năm 45 tuổi. Vậy là khoảng tầm 3 năm nữa là anh sẽ vực dậy được tất cả mọi thứ. Có thể tích được đất đai nữa đấy. Anh dễ mắc các bệnh nan y khó chữa. Cái bệnh có nghĩa là cái bệnh nó cứ đeo trong mình mà nó cũng không ảnh hưởng lắm đến cái cuộc sống của mình, nhưng mà nó khiến nó không ảnh hưởng đến tính mạng mà nó khiến cho mình cứ dai dẳng đấy. Anh sẽ mắc bệnh, một là ở về cái ổ bụng này này, hai là về cái phần đầu phần mặt này này. Hiện tại anh mắc bệnh gì rồi? Anh sẽ hay bị phần đầu phần mặt thôi, chủ yếu là răng lợi. Đấy. Nó sẽ rất là nan y, chữa thì nó không khỏi hẳn. Răng lợi với mắt. Đúng chưa? Đúng là phần đầu phần mặt chưa? Phần đầu phần mặt.
và nó cứ khó chữa nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng lắm đến tuổi thọ hay là như nó khiến cho mình nhức mỏi hơi nhức khó chịu thôi. Mình cứ phải đi chữa ấy. Ừ, xong lại khỏi đi. Chữa khỏi lại phải chữa lại khỏi. Ừ, đấy. Về con cái nào, đọc ngày tháng năm sinh của cháu nào. Em xem cho nhà cháu lớn là sinh ngày 1 tháng 7 2001 âm lịch. Con trai con gái? Cháu gái. Đứa này lớn lên là hơi nóng tính. Bướng, nóng tính, khó bảo lắm. Không, đứa này sau này kiểu gì cũng phải hai đời chồng. Xem cái nghề nghiệp thì cho cháu ấy, tính của nó bướng lắm, mà cái nghề nghiệp thì nó ổn với cái nghề gì ấy thì mình hướng hướng cho cháu. Cho nó kinh doanh buôn bán. Chứ nó không theo được học hành đâu. Trước tiên là cho nó học cái nghề đã. Thì cháu đang học về cái khoa du lịch. Thích làm du lịch nhưng mà tính nết, anh thấy tính nết nó chán. Nó lì lợm xong thì nó bướng. Chính vì cái tính cách này nên sau này bỏ chồng là phải rồi. Đấy. Chồng nó chả chịu được, chả tên nào chịu được là bỏ nhau rồi mà. Mình vẫn chả chịu được, mình nhiều bố mẹ nó thì quá chịu. Vâng. Với đứa này sau này nó vất vả được chồng con, nhưng về vấn đề được kinh tế của nó thì ổn. Đọc đứa tiếp theo nào. Xem đây, thằng cò là cháu trai này sinh ngày 19 tháng 12 2003. Bây giờ âm lịch này. Quý Mùi 18 cung càn mệnh thổ. Đứa này cẩn thận về vấn đề sức khỏe. Hay đau ốm bệnh tật. Sẽ càng lớn thì sẽ hay ốm vặt đấy. Đứa này học hành, về học hành, học hành trung bình thôi. Lớn lên cũng có số xuất ngoại. Cũng có số đi nước ngoài, hướng cho nó đi nước ngoài thì tốt hơn. Lúc nhỏ thì đứa này ngủ hay giật mình lắm đúng không anh? Ngủ hay giật mình nè. Nó hay lúc mới đẻ ra thì hơi cực một xíu. Chăm nó, nuôi dưỡng nó cực lắm. Vì thằng này cứ đau ốm vặt nhưng mà cái mệnh của nó lớn lắm. Xem xung quanh nhà cháu, thằng con trai này hướng như nó thì xuất học ngoại, hành bình thường. Đi xuất ngoại, đi xuất ngoại. Cho nó đi nước ngoài thì nó sẽ khá hơn, cái đường tương lai của nó tốt hơn. Còn cháu nào nữa không? Xem xanh của cháu út là sinh ngày mùng 9 tháng 7. Năm. Mùng 9 tháng 7 2011. Bây giờ. Âm lịch đấy. Tân Mão 10 cung ly mệnh mộc. Con trai con gái? Cháu gái. Cái ngày tháng năm sinh của cái cháu này thì nó sẽ nói là hướng cho nó theo con đường học hành nhé. Đứa này hướng cho nó học thì nó sẽ học hành được và nó có con đường đi theo con đường công chức nhà nước. Anh để em xem nhiều cái, anh xem trên YouTube đi mà. Anh em xem những cái đúng ấy. Vâng. Ba người con thì đa phần anh sẽ được nhờ đứa thứ hai và đứa thứ ba nhé. Và đứa thứ hai là nhiều nhất. Thằng thứ hai, thằng con trai. Đúng rồi, thằng con trai đấy nhé. Còn cái đứa 2001 thì nó lo cho bản thân nó, chả biết có nổi không. Rồi thắc mắc gì nữa nào? Em xem ra những đợt chỉ tay của anh chụp chỉ tay gửi qua chưa? Bây giờ anh chụp anh gửi nhé. Vâng, bây giờ anh tắt máy đây, anh chụp anh gửi qua đi. Tiếp theo là phần xem chỉ tay. Chỉ tay này sau này có nhiều đất đai lắm, anh yên tâm đi. Cái cung đất đai, cái cung điền trạch của anh sau này rất là tốt.
không sao, sau này anh sẽ gặt hái lấy được lại. Ồ, hình như cái mảnh đất mà của anh bán đi là ba mẹ anh cho à? Đây này, của ba mẹ anh cho đây này, đây chỉ tay nó hiện ra đây này. Yên tâm, thời gian nữa là khoảng 5-4 năm tuổi là anh sẽ gặt hái thôi, cái chỉ tay nó nói là như vậy. Phải đi xa nhá, thay đổi đi, không là làm không có kinh tế nào, vợ nó khinh thường mình, vợ nó khinh thường, nó coi thường, là suốt ngày nó cứ la lối rồi nó cứ nói bóng nói gió. Không những là vợ mà người thân của mình người ta cũng coi thường, cái Vâng, đúng rồi, này khỏe cũng coi khi khi mà mình không làm được tiền là mọi người họ coi thường mình hết. rồi. Đó. Thôi cố đi, à, anh đi đi nhé. Em thấy là cái đường tương lai của anh là khá đấy, không phải là em động viên anh đâu, nhưng mà đây em thấy là điều này nhé. Có người bằng vai với anh đi theo phù hộ cho anh này này. À, anh em huynh đệ của anh bằng vai, và hình như có một người chú nữa đi theo phù hộ cho anh nữa. Chú hay là bác gì đấy, bác đấy, có người bác này, người bác là chết trẻ đi theo phù hộ cho anh đấy. Đúng bác không? Đúng bác không? Đúng không? Người này rất là linh thiêng nhé, kêu cầu người ta sẽ phù hộ cho. Anh đi nước ngoài là sẽ có người giúp đỡ cho anh đấy, sẽ có người giúp đỡ và cho anh cả mượn tiền, rồi nói chung là cả cái khâu chi phí đấy, chứ không phải là đỡ anh sang bên đó không đâu, giúp anh cả vấn đề chi phí nữa. Nói chung là đi được, chúc mừng anh. Đó, hết vấn đề rồi đấy, thắc mắc gì nữa không? Thì anh cũng hướng là anh đi thì anh cũng hỏi em chút là cái công việc của mình là chính đấy, nên đi thì có ổn không, Đi được. số rồi. Thế anh cảm ơn em nhé. Vâng, rồi thắc mắc gì thì nhắn tin, em sẽ trả lời qua tin nhắn cho anh nhé. Nếu có gì không mắc thì anh sẽ nhờ em Dạ, sau nhé. dạ chào anh. Rồi, cảm ơn em.